Dạ Vương Mai chiếc chai bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em tiếp tục lên cái lô cúc thọ hương gốc bứng mà cái tán hồng rất là đẹp cả nhà. Để cái này chúng ta vừa lấy bo và vừa chơi Tết luôn ha. Thì loại này em thấy nó cũng đang tạo mầm hoa nha cả nhà. Nói chung là cái thọ hương thì bây giờ mình về mình kích nụ thêm nha. Tại vì hôm nay tầm tháng 9 nó cũng chưa ra nụ nhiều ha cả nhà. Đây, một số nó đã tạo mầm hoa rồi. Thì cái cây này rất là to nè. Ghép được 4 mắt bo ghép luôn cả nhà. 4 mắt bo ghép luôn. Cái cây này nó có cái hoành là 19, cũ là 24, cao 70 và ngang là 60 cả nhà. Và đã vô dây chỉnh sửa thành một cái tán thông tròn do luôn nha. Rồi cả nhà nhìn nè, trời ơi nó đẹp quá trời cả nhà ơi. Rồi cái này em bán với giá là 1 triệu 6 nha cả nhà. 1 triệu 6 là bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Em bắt đầu là cây mã số 1 nha. Mã số 1 giá 1 triệu 6, tán thông rất là to, ngang nó tới 60 luôn cả nhà, cao 70. Thì cả nhà nhìn thấy nó cây nó rất là đồng thanh đồng thủ ha. Giá là 1 triệu 6 cả nhà, bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn nha. Đây là cúc thọ hương mã số 1. Tiếp tục là cây cúc thọ hương mã số 2. Đây, tất cả đều là cái cây tán thông rất là đẹp nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ quay tổng thể cây này cho chúng ta cùng xem nha. Cây này thì nó rất là cao. Cây này nó có chiều cao là tới 85 lận, hoành nó là 12 nha. Đó, cả nhà nhìn cái bộ rễ nó nè. Nhưng mà cái tán nó khủng khiếp luôn cả nhà. Tán thông như thế này nè. Rất là đẹp, cao 85 luôn nha. Rồi cây này em bán với giá là 1 triệu 3 nha cả nhà. 1 triệu 3 thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Cả nhà nhìn thấy cái cây nè, khiếp đảm thiệt luôn á cả nhà. Quá trời luôn, nếu mà lấy bo là rất là nhiều bo, mà lấy bông thì cũng rất là nhiều bông luôn ha. Rồi giá là 1 triệu 3 em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cây mã số 2 nha cả nhà, cao đến 85 luôn. Rồi tiếp tục là cây mã số 3. Rồi cây số 3 đây cả nhà. Cây số 3 thì nó có hoành là 16, cao là 85 nha, ngang là 56, ghép được 3 mắt bo và cái mắt bo ghép rất là mập rồi. Cả nhà nhìn cái tán thông nè. Rất là đẹp nha. Rồi cái này em bán cũng với giá là 1 triệu 3 nha cả nhà. 1 triệu 3 thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Cây mai cúc thọ hương này là số 3, giá 1 triệu 3 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Nó cái cao nó tới 85 và ngang là 55 cả nhà. Đây cái tán thông rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 4. Rồi cây số 4 là một cây lùng lực nha cả nhà. Một cây lùng lực nó có cái hoành là 14, cao là 73 và ngang là 55. Cây này ghép được mấy mắt bo ghép rất là mập nè cả nhà. Cây tán tròn do luôn nha, vô dây chỉnh sổ hết rồi. Rồi cây này em bán cũng với giá là 1 triệu 3 nha cả nhà. 1 triệu 3 thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn ha. Khi đến thì chúng ta có quyền kiểm tra hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng giúp em là được nha. Rồi cây này mã số 4, giá 1 triệu 3 em bao ship nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 5. Đây cây số 5 là một cây cũ rất là to nha cả nhà. Đây cây cũ này nó tới 18 luôn, cái hoành 18 luôn, cao là cái cũ là 23 và nó cao gần 1 mét nha cả nhà. 1 mét luôn, 95, ngang là 60. Rồi cây này em bán với giá là 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn cả nhà. Cao đến 95 ha, cây cúc thọ hương chơi Tết nha cả nhà. Rồi ai cũng biết thì họ hương chúng ta vừa bông chùm rất là lâu tàn và hoa rất là thơm ha. Nếu mà chúng ta có một cái cây chơi Tết ở trong nhà nở một cách rực hoa thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Xin cả nhà hãy bấm cho em một cái like nha cả nhà và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.